Hi, chào tất cả anh chị và các bạn, bà con chúng ta đã quay trở lại kênh Thuốc Thú Y. Hôm nay chúng ta lại chia sẻ với nhau về cái chủ đề bệnh trên con trâu con bò của anh chị. Thì hôm trước chia sẻ với anh chị cái bệnh sốt 3 ngày. Hôm nay chia sẻ với anh chị về cái bệnh mới mà trên thế giới đa phần ai cũng biết rồi. Đó là cái bệnh bò điên. Anh chị nhé. Đấy. Bệnh bò điên này thì thứ nhất thì các anh chị phải biết nó là do cái gì trước. Đấy. Đặc điểm chúng ta phải tìm hiểu thì đặc điểm của cái bệnh bò điên này thì là một bệnh có thể truyền lây và ảnh hưởng do mô thần kinh gây chết trên lão của bò, và cái thời gian ủ bệnh của bệnh này là khoảng 4 đến 5 năm, nhưng mà cái cuối cùng của nó thì gây cho con bò của chúng ta chết trong vài tuần và vài tháng và trước khi có bị cái virus này nó tấn công. Thì cái bệnh bò điên này xuất hiện đầu tiên vào tháng 11 năm 1986 ở trên Anh, hay người ta gọi là bệnh thể hiện trên hệ thống thần kinh. Đấy. Đấy là cái đặc điểm của nó. Cái thứ hai về mặt nguyên nhân, chúng ta nên biết là nguyên nhân của cái bệnh này thì một số nhà khoa học đã của Anh đã xác định là bệnh bò điên là do ăn phải những cái thức ăn mà chứa các mô bò bị bệnh như là lão và tủy sống, chính là những cái tác nhân mà gây ra cái bệnh bò điên này. Chính vì vậy mà khi mà bò điên mà đã bị chẩn đoán là bò điên rồi thì chúng ta phải tiêu hủy và chúng ta không được xuất khẩu đi đâu cả, và chúng ta cũng không nhập những cái loại thức ăn mà có cái nguồn gốc từ con bò điên này. Thì chúng nó rất chi là ảnh hưởng đến kinh tế đấy, thì chúng ta rất sợ cái bệnh này. Và cái tác nhân có cái độ bền cao và đề kháng với đông lạnh, chính vì vậy mà khi chúng ta để đông lạnh thì chúng ta ăn vẫn bị bệnh như thường đấy. Vì vậy mà chúng ta lên tìm hiểu nguyên nhân thật kỹ vì cái bệnh bò điên này rất chi là nguy hiểm cho bản thân con người, bởi vì nó là bệnh có thể truyền lây, chính như vậy nó ảnh hưởng về mặt triệu chứng. Chúng ta sang triệu chứng. Thứ nhất thì nó cái bệnh này gây ảnh hưởng đến lão là đầu tiên mà chúng ta gọi bệnh bò điên, thì chúng ta phải hình dung mường tượng nó ra là nó ảnh hưởng đến lão, và triệu chứng là mất dần cái tinh thần và sức khỏe con trâu con bò của chúng ta. Và ở những con bò mà thoái hóa, nó bị thoái hóa lão rồi thì gây lên những cái hậu quả rất chỉ là buồn cười, tức là đi đứng là không được thẳng hàng như trâu bò, như bò chúng ta gọi bò xế rượu ấy, đúng không? Nó đi khả năng đứng hay đi thẳng của nó không được, và nổi lên những thuật ngữ phổ biến là bệnh bò điên, bởi vì chúng thấy nó đi đứng nó có loạn choạng thì chúng ta gọi là như là bị thẳng điên đi, nên người ta gọi là bệnh bò điên. Cuối cùng thì con bò bị chết. Nói chung là khi mà con bò bị cái bệnh này thì chúng ta thấy nó sẽ mất cái điều hòa cử động của cơ bắp và căng thẳng khi gặp những cái vật cản, và bệnh nó loạn choạng mà nó chẳng làm gì được. Cái bệnh này là do virus cho nên chúng ta không có khả năng điều trị, chính vì vậy mà chúng ta chỉ có cách là phòng chống, tránh nhập những cái giống bò từ những cái nguồn mà có cái nguồn gốc từ bò điên, và chúng ta phải xem nguồn gốc nó có bị không, và chúng ta ảnh hưởng những nguồn gốc làm nó sạch sẽ tốt về mầm bệnh thì chúng ta mới nhập về trong nước của chúng ta được, hoặc những cái thịt nào mà có dính từ những khu vực mà xuất phát có bò điên chúng ta cũng không nhập, bởi vì nó có khả năng truyền lây giữa người, cho nên chúng ta không có nhập về được. Đấy là tổng quan về cái bệnh bò điên, cho bà con chúng ta biết tại sao nó gọi bệnh là bò điên và nó là ảnh hưởng đến lão và tủy sống của con bò vậy thôi, và nó làm cho con bò chúng ta nó mất cái vận động như người, như kiểu như là người chúng ta, anh em chúng ta uống rượu say đi loạn choạng thì con bò nó cũng mất cái cử động đấy, thì chúng ta gọi nó là bệnh bò điên. Tóm lại là như vậy, cho bà con chúng ta hiểu như thế nào. Rồi, xin cảm ơn bà con đã theo dõi cái video này và hẹn gặp lại bà con trong những cái video clip lần sau.